chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. 6 tháng 4 năm 1975, đã có cuộc đào thoát của hàng triệu người Việt bỏ quê hương ra đi bằng đường biển, đường bộ. Hàng trăm ngàn người tự nạn trên biển Đông, trong rừng sâu Campuchia, Thái Lan, trên chặng đường vượt biên của mình. Họ đã mất tất cả, ngoài trừ niềm hy vọng để được bến bờ tự do. Họ đã phải đánh đổi với bao nỗi kinh hoàng bằng máu, nước mắt và cả thân xác. Mỗi thuyền nhân nằm lại trên đường đi tìm tự do đã trở thành những thông điệp, những chứng tích cụ thể đầy đau thương của dân tộc Việt Nam. Kể từ biển cổ thứ tư cách đây 48 năm về trước, nghịch cảnh mà các thuyền nhân Việt Nam gánh chịu đã đánh thức lương tâm nhân loại mở lòng từ bi bác ái, đón nhận người Việt vào định cư tại các miền đất tự do, an bình và thịnh vượng. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 185 người vượt biên theo đường dây bản chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức. Thuyền xuất phát từ Rạch Giá vào cuối năm 1978. Đi tìm tự do, thuyền ra biển Đông thì ba lần bị hải tặc Thái Lan tấn công. Chuyện kể lại hành trình người chồng dựng người vợ sắp sinh đi vượt biên, vừa đi vượt đại dương vừa sinh con. Cuối cùng thì đôi vợ chồng cùng đứa con chào đời trên đường vượt biên cũng đến được bến bờ tự do. Câu chuyện có tiêu đề Cùng Bèo Lục Bình, tác giả Lê Văn Minh. Mời quý thính giả lắng nghe. Một tay đóng cửa phòng lại, tay kia vịn thành lan can bằng gỗ. Tôi từ bước xuống cầu thang để từ giả ba mã tôi trước khi ra đi. Nhưng tôi không thể nào xua đuổi được cái hình dạng của người vợ mới cưới của tôi đang nằm co ro trên giường. Cái bụng mang thai gần 7 tháng đã nhô ra khỏi vạt áo ngủ dáng dụng của nàng. Cái bào thai của vợ tôi bao lớn, nó đã nhắc cho tôi biết bấy nhiêu ngày tháng chúng tôi đã chung sống với nhau. Kể từ hôm làm lễ cưới một cách âm thầm và lặng lẽ trong gia đình chúng tôi, sau những ngày mệt mỏi vì bị kiểm kê và đổi tiền, bên ngoài màn đêm dày đặc đã buông xuống. Tôi đứng từng ngừng ở đó một lát lâu, đầu óc suy nghĩ miên man. Và rồi tôi cũng đã có một quyết định cuối cùng. Tôi mở cửa phòng để bước vào lại bên trong. Ai đó? Vợ tôi vừa ngồi chụp dậy, vừa hỏi: "Anh đây." Tôi trả lời nho nhỏ: "Anh bỏ ý định ra đi rồi." Vợ tôi ôm chầm lại tôi mà không nói lời nào. Nàng không buồn mà cũng chẳng vui. "Để anh xuống cho cậu hay ý định của anh?" tôi nói nho nhỏ bên tai vợ tôi. Từ căn phòng ngủ trên lầu 3, tôi bước xuống một cách chậm rãi xuống cầu thang. Ánh đèn neon hắt xuyên qua song cửa sắt, để lại từng mảng sáng tối trên mái bậc tam cấp bằng xi măng. Khác với mọi lần, lần này tôi thấy ánh đèn yếu ớt và vàng vọt hơn. Từ xa tôi đã thấy ba tôi hai tay ôm đầu gối và ngồi một cách trầm ngâm trên chiếc ghế nhựa trong phòng khách đã từ lâu. "Con không đi cậu à?" tôi vừa nhìn ba tôi vừa nói. Ba tôi cười ồ lên, cái nụ cười mà tôi chưa thấy ông cười bao giờ. "Tao chỉ chờ mày nói như thế mà thôi," ba tôi nói với vẻ mặt thật hận hờ. "Con đi một mình không yên, vợ con buồn và lo sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái bào thai." Tôi trả lời từng chậm như để giải thích cho ông ba tôi hiểu. "Nói thiệt với mày, nếu mày đi rồi, tao lo lắm đó. Việc đi đứng ai mà biết được." Ba tôi nói tiếp. Ba tôi với tay rót đầy tách nước trà. Tôi thấy vẻ mặt của ông tuy tươi hẳn lên, nhưng cũng không che lấp nổi nét lo âu của những ngày tháng phiền muộn. Hai ngày hôm sau, từ lúc trời còn tờ mờ sáng, người anh rể của tôi cùng với mấy đứa cháu và người chị dâu lần lượt từng nhóm nhỏ xuất hiện trước sân nhà để xe của ba mẹ tôi.
Tôi nhìn họ mà không nói được lời nào. Tóc tai của anh chị tôi thật là sơ sát, và mặt mày của mấy đứa cháu nhỏ trầy trùa trông thật thảm thương. Bể rồi, không bị bắt là may. Người anh kể cho tôi nói nho nhỏ, mình hên quá. Tôi nói thầm trong bụng, sau chuyện đi chui không thành đó, cả đại gia đình của chúng tôi bắt đầu đi tìm mỗi bạn chính thức. Ba tôi đã đi tìm ra được một đường dây ở Chợ Lớn, do một số người Hoa tổ chức. Ba tôi đã từng giao dịch với họ qua công việc làm ăn của ông. Trong nhiều năm trước ngày mất nước, hai vợ chồng tôi bằng mọi cách gom góp số vàng của chúng tôi lại, nhưng cũng không tài nào kiếm đủ. Ba má tôi phải bỏ ra thêm, và ba tôi đã thương lượng với họ bằng cách để người tàu mua lại chiếc xe Lada Lát của ba tôi, và chở riêng hai vợ chồng tôi xuống Rạch Giá, rồi giao chiếc xe đó cho họ luôn. Với cách đó chúng tôi sẽ được an toàn hơn, vì không bị xét dạy dọc đường. Trước tiên tất cả những người đã đăng ký đều được tập trung tại một khách sạn đã bị bỏ hoang lâu ngày do công an thị xã Rạch Giá quản lý. Sau gần một tuần lễ sống tại đó, chúng tôi không thấy động tĩnh gì cả. Mọi người bắt đầu cảm thấy chột dạ, nhưng rồi tất cả mọi người cũng được lên tinh thần, vì có tin sẽ được dời qua bên cồn Tất Cậu để chờ lệnh. Lúc đó cái thai của vợ tôi cũng đã được hơn 7 tháng rồi. Tất cả những người thân còn lại ai nãy cũng đều lo cho chúng tôi, vì không biết được chuyện đi sẽ như thế nào, trong khi vợ tôi sắp đến ngày hạ sanh đứa con đầu lòng. Tuy thế tôi vẫn quyết tâm ra đi, và không bao giờ có ý định quay trở về lại Sài Gòn. Chiều 30 Tết năm 1978, vợ tôi đã chuyển bụng. Tôi đã dạ dàng làm người dân địa phương để đưa vợ tôi qua phía bên kia bờ sông bằng chiếc đò ngang mà cho đến bây giờ đã gần 22 năm. Tôi vẫn còn mường tượng rất được những cùm bèo lục bình nổi trôi bập bình trên dòng nước đục. Hình ảnh đó đã thật gần gũi với hoàn cảnh của hai vợ chồng chúng tôi lúc đó. Sau khi xuống đò, cả hai chúng tôi bước dọc theo con lộ bằng đất mà không dám hỏi khách bộ hành để chỉ đường. Đầu đội chiếc nón lạ mà tôi đã mượn của một dân làng gần nơi chúng tôi đang ở. Chiếc áo bà ba đen và cái quần đùi đã ngả màu vì giặt nhiều lần bằng nước sông. Vợ tôi đi trước một cách nặng nề, tôi bước chậm chậm theo sau, tay xách chiếc giỏ may đầy những áo quần và đồ dùng của người nhỏ. Tôi đưa vợ tôi vào bệnh viện Rạch Giá để làm thủ tục nhập viện. Lúc đó trời đã gần sẽ chiều. Bà theo tôi vào trong nằm, cô y tá nói mà không nhìn ai cả, còn ông về đi. Cô ta nói tiếp. Tôi lật thật bước ra ngoài phòng của bệnh viện mà không dám hỏi thêm câu nào. Về ư, về đâu, tôi tự hỏi. Trời đã bắt đầu tối, tôi đi tới đi lui trước sân bệnh viện mà lòng thì lo âu. Không biết vợ mình sinh nở sẽ như thế nào. Tôi đã nghe rằng bệnh viện bây giờ không còn bác sĩ, chỉ còn lại một ít y tá làm việc tại đó mà thôi. Rác rến và đồ dơ của bệnh viện được dồn lại thành từng đống và đã tỏa mùi hôi thối. Trời đã về khuya, tôi sốt ruột quá nên đã mở hé cánh cửa phòng nơi vợ tôi đang nằm để xem xét tình hình. Ông muộn vợ ông chết hả? Một người nữ nhân viên bệnh viện hét lớn. Tôi vội vã khép cánh cửa lại một cách ngoan ngoãn như một đứa bé mới lên năm. Tôi không dám làm gì khác hơn vì sợ rằng nếu lỡ bị lộ thì sẽ phiền phức lắm. Và lại tôi cũng chưa có một chút xíu kinh nghiệm nào về việc sinh nở của đàn bà. Tôi tiêu nghiệu bước ra ngoài và tiếp tục đi tới đi lui trước sân bệnh viện. Tôi bỗng giật mình vì đã nghe tiếng em bé khóc. Mừng quá tôi chạy vòng quanh cả khu bệnh viện mà không dám vào bên trong. Qua hai ngày sau, tuy đã được khâu nhiều mũi, nhưng vợ tôi cục đã được cho xuất viện.
Trước khi về, tôi đi thu dọn mấy viên gạch mà tôi đã đặt ở trên một khoảng đất trống trước sân bệnh viện để nấu cơm và nấu nước sôi cho vợ tôi và cho cả tôi nữa. Không giống như chuyện đi qua, lần này tôi đi trước, hai tay xách hai giỏ đồ nặng nề mà lòng đầy vui sướng. Vợ tôi lật thật ẩm thằng hiện theo sau, đặt hai giỏ đồ xuống bên mẹ xong. Tôi vội vã dìu vợ tôi lên đò để trở về lại nơi cái tổ ẩm của chúng tôi bên kia xong. Cái tổ ẩm của ba chúng tôi là một túp liều nhỏ xíu xẹo bên mẹ xong, đã bị bỏ hoang lâu ngày. Tôi đã vớt mấy thân cây câu khô trôi dọc theo sông để chống đỡ cho nó khỏi bị sập xuống. Những gia đình người Hoa trong nhóm được dân làng cho tả túc vì họ có tiền để trả thêm cho các chủ nhà. Chỉ riêng hai vợ chồng chúng tôi đã phải tự đi tìm nơi trụ ngụ vì không ai muốn chữa chấp đàn bà mang thai sắp đẻ trong nhà họ. Hơn 90% dân làng là người Hoa nói tiếng Tiều Châu. Họ sống bằng nghề làm rẫy dừa và khóm. Mỗi sáng sớm tôi vào rẫy để làm vệ sinh cá nhân, sau đó ăn điểm tâm bằng một trái khóm đã chín đỏ. Và tôi cũng không quên kẹp một trái khác ở giữa hai bẹ dừa khô kéo về cho vợ tôi. Hai bẹ dừa khô đó sẽ được dùng làm củi để nấu ăn cho những ngày sắp tới. Ngày đầy tháng của thằng Hiệp, một người bạn đã từng chia sẻ bữa đói bữa no với hai vợ chồng chúng tôi trên cồn tới dự. Món quà duy nhất là cục xà bông Dover của anh ta. Sau đó vài ngày chúng tôi được lệnh nhổ neo. Buổi chiều hôm đó tôi đi tìm anh dân làng, người đã giúp đỡ hai vợ chồng chúng tôi trong những ngày tháng qua, để biểu cho anh ta cái áo ba đờ suy và cái hộp quẹt Zippo mà tôi đã mang theo từ Sài Gòn. Trước khi ra đi, anh đã nhận món quà và quay mặt đi nơi khác mà không nói được lời nào. Trong bóng đêm dày đặc, tôi chỉ nghe tiếng lao xao của những nhóm người đang chuẩn bị lên đường mà không có ai hỏi ai lời nào. Lâm Vịnh và Lý Hồng Nhung, người tôi gọi tên của chúng tôi, có đây, tôi trả lời. Tôi đi trước trên miệng ván gỗ dài, hai tay xách hai giỏ đầy. Vợ tôi ập thằng Hiệp bước theo sau. Lên đến ghe, tất cả hành lý đều được yêu cầu để ở phía trước mũi ghe. Tôi dựng vợ tôi vào cabin phía sau phòng lại và tìm một chỗ mà tôi có thể treo cái võng bằng một tấm ra tại giường gấp làm 8 lần. Tôi ngồi ngay trên chỗ vợ tôi ngồi, còn tôi đứng ở gần đó. Phía sau phòng cabin, tiếng máy nổ rú lên và sau đó chiếc ghe già nua lắc lư qua lại. Máy cãi rồi chuyện mình, tôi biết rằng chúng tôi đang rời bến. Tôi quay đầu lại để nhìn và để từ giả vùng đất quê hương thân yêu lần cuối cùng. Tôi chỉ thấy máy tàu là vừa sậm màu hơn trong bóng đen dày đặc ở phía sau. Trong hai ngày đầu, tất cả mọi người trên ghe của chúng tôi đều được bình yên. Số nước uống dự trữ trong thùng phi chỉ còn rất ít và đầy những chất rỉ rét. Mỗi người trong chúng tôi chỉ được cấp phát cho một nắm cơm nhỏ và một chút nước lạnh ở đáy chén để cầm hơi. Riêng phần nước uống của tôi chỉ nhấp chút xíu rồi trao cho vợ tôi. Nhờ vậy thằng Hiệp vẫn có chút sữa mẹ để bú. Đến ngày thứ ba, ghe chúng tôi liên tiếp bị cướp hai lần. Trong lần đầu, cái đồng hồ đeo tay và cái giật cưỡi của chúng tôi đã bị lột mất. Lần thứ hai, tất cả chúng tôi đều bị lùa qua một tàu đánh cá khác lớn gấp đôi ghe của chúng tôi. Trên bong tàu, họ chia chúng tôi ra làm hai nhóm, nam một bên và nữ một bên để lục soát. Sau đó chúng tôi không còn gì để lấy nữa, chỉ có một cụ già đã bị ngất đi vì mệt và sợ. Ghe của chúng tôi tuy đông người nhưng không thể chống cự lại được, vì chỉ một cái đụng nhẹ là ghe sẽ bị chìm ngay. Đến ngày thứ tư, mọi người đều mệt lạ và tinh thần đã xuống thật thấp vì đêm qua ghe của chúng tôi đã bị tàu hải quân của Mã Lai kéo ra khơi từ chặng vạng tối.
Họ đã kéo ghe của chúng tôi đến nửa đêm mà họ vẫn chưa chịu buông ghe của chúng tôi ra. Chúng tôi phải tự chặt đứt dây kéo của họ để khỏi bị kéo ra xa hơn. Sau đó chúng tôi quay ngược ghe trở lại để tìm đường vào bờ. Ở cuối ghe là cái nhà cầu sơ sài mà cái cửa của nó cao không quá đầu. Bên dưới có hai miếng ván nhỏ gạt ngang qua mà thôi. Mẹ tôi đâu rồi? Một người đàn bà hỏi vọng từ phía trước. Tôi thấy một bà cụ mới vào nhà cầu khi này. Một người đàn ông trả lời. Người đàn bà kéo cánh cửa ra nhưng không thấy ai cả. Sau đó tôi được biết rằng bà cụ đã tự trầm mình qua lộ trọng của nhà cầu để cầu xin cho cả ghe được bình yên. Không lâu sau đó, một người thứ hai cũng đã làm giống y như thế. Đó là người chồng của bà. Qua ngày thứ năm, nhiều người trên ghe đã nằm la liệt, không ai màng để ý đến chuyện ra đi của mình nữa. Bốn bề trời xanh và biển rộng, mọi người đều phó thác cho định mệnh. Tới rồi, tiếng một thanh niên hét lớn lên làm mọi người bừng tỉnh dậy. Mấy con chim hải âu bay lượn trên đầu chúng tôi báo hiệu rằng bờ biển không còn xa lắm. Chúng tôi tiếp tục lướt sóng. Khoảng sương mờ ở chân trời hiện rõ nét dần. Anh Vinh, để thằng Hiệp cho em, người thanh niên nói với tôi một cách phấn khởi. Chiếc ghe được rô máy thật lớn và phóng về hướng bờ biển. Cho đến khi mọi người bị ngã trụi về phía trước vì lường ghe đã đụng vào cát, người thanh niên bỏ thằng con trai của tôi vào trong một cái xô nhỏ màu vàng. Một tay nâng nó lên khỏi mặt nước, tay kia bơi vào bờ. Sau này tôi biết được rằng anh ta chuyên sống bằng nghề chài lưỡi. Tất cả mọi người lần lượt nhảy xuống nước để bơi vào bờ. Một số được dìu vào vì không biết bơi hoặc vì yếu sức quá. Tôi là người sau cùng vì ở cuối ghe. Tất cả chúng tôi vừa lớn vừa nhỏ gồm 185 người được đón chào bởi cảnh sát Mã Lai. Sau đó chúng tôi được tập trung vào một ngôi trường tiểu học ở làng Nenasi. Trong 3 tuần đầu, chúng tôi đã sống một cách dè sẹt từ lòng tốt của một số người Hoa Kiều trong làng. Số gạo nhận được chỉ đủ để ăn chảo qua ngày cùng với một ít thực phẩm tươi khác, kể cả cà phê, đường và sữa. Chúng tôi được chia ra thành từng nhóm nhỏ để đi lãnh du yếu phẩm. Sau này, một số người quen đã cho tôi biết rằng nhóm của chúng tôi có khá nhiều tay anh chị, và họ cũng đã thắc mắc rằng tại sao chúng tôi sống được với họ. Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Chúng tôi vẫn nấu ăn chung với nhau cho đến khi lệnh được dời về trại tập trung chính thức. Tại đây, vợ chồng chúng tôi đã nhận một người phụ nữ trẻ đang có thai làm em nuôi, vì cô ta không có thân nhân và không có áo quần để thay. Lan, tên của người phụ nữ trẻ, đã mượn áo quần của vợ chồng tôi mặc mỗi khi cô ta cần giặt bộ đồ trên người. Cả bọn chúng tôi cùng ngủ chung một cái mùng bằng ni lông mà tôi đã tìm được trong cái giỏ của chúng tôi ở ngoài bờ biển. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy mắc cỡ, vì có một lần sáng sớm thức dậy, tôi thấy tôi nằm ở giữa, một bên là vợ tôi và một bên kia là Lan. Ngày rời trại Nenasi để vào trại chính ở Charleston, trong lúc ngồi trên xe, một người đàn ông địa phương tuổi đã quá lục tuần, người mà chúng tôi đã thường gọi là ông nội của thằng Hiệp, vì ông đã nhiều lần lén lén tiếp tế đồ ăn cho chúng tôi, mang đến 3 gói xôi đậu, chuối dừa ngạt ngào mùi lá chuối tươi. Chúng tôi nhận những gói quà đó mà không cầm được những giọt nước mắt. Ông cụ thể vừa khoa tay vừa chậm những ngẩn lệ trên khóe mắt của ông trong khi chiếc xe từ từ lăn bánh. Ngày đầu tiên ở trại Charleston, tình cờ tôi gặp lại một người quen khi còn sống ở Cồn Tất Cầu. Anh ta là một thanh niên độc thân trẻ và ít nói. Chúng tôi tay bắt mặt mừng nhắc lại chuyện cũ. Cầu dọn anh Văn nên ra ngoài để giúp bà con. Tôi bừng con dại nên không thể ra được. Tôi nói với anh ta,
Đất này không phải là đất dùng võ của tôi, anh ta trả lời. Đủ mã ở đây bà con cần mà mày không giúp. Qua nước thứ ba, người ta đâu cần đến mày nữa. Tôi chửi thề thầm trong bụng, từ đó tôi không còn muốn gặp anh ta nữa. Sau gần 3 tháng sống ở trại Cheriton, chúng tôi tạm ổn định nơi ăn chỗ ở và đã chuẩn bị tinh thần lâu dài cho việc định cư ở nước thứ ba của mình. Trong thời gian đó đã có khá nhiều phái đoàn từ các nước vào phỏng vấn như Mỹ, Canada và Tân Tây Lan, nhưng tất cả họ đều bỏ về vì dân trong trại tị nạn đã chen lẫn và xô đẩy nhau để được phỏng vấn trước, làm mất trật tự cho cả trại. Đến phiên của phái đoàn Úc vào, chúng tôi cũng không màng để được lên phỏng vấn vì trước chúng tôi nguyên cả ghe chỉ có 5 người được nhận đi Úc mà thôi. Trời nặng gay gắt, tôi bồng thằng con trai của tôi trên tay, đầu được đội bằng cái khăn tẩm màu vàng. Bên cạnh tôi là mẹ của thằng Hiệp. Chúng tôi đứng chờ trực cọc của dãy nhà dùng làm nơi phỏng vấn. Chúng tôi là những người sau cùng của ghe. Một người Úc đưa ngón tay trỏ về phía của chúng tôi và ngúc ngoắc tới lui. Chúng tôi vật đứng yên vì không hiểu ông ta muốn gì. Họ mời anh vào, người thông dịch nói vòng ra. Chúng tôi bước vào và đứng trước bàn dãy của nhân viên người Úc. I like your family. Nhân viên người Úc nhìn tôi và nói. Tôi nhìn ông ta mà không trả lời vì không tin tưởng vào khả năng Anh ngữ của mình. Do you want to go to Australia? Anh ta hỏi tiếp. I don't know anywhere we'll do. Tôi đã lại lại bình tĩnh và trả lời. Anh ta thọc tay vào hộp bàn và rút ra hai tờ giấy màu xanh lợt rồi đưa cho tôi. Take them home and thinking about it. Come back again tomorrow. Anh ta nhìn tôi và nói từng chập. Thời gian qua thật mau, chẳng mãi chốc đã tới ngày chúng tôi được rời trại. Người duy nhất ra cọc để tiếp đưa chúng tôi lên đường qua trại chuyển tiếp ở Kuala Lumpur là Lan. Bác sĩ trong trại đã cho biết rằng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến ngày sinh nở của nàng, và Lan cũng được nhận để đi Mỹ theo chồng. Chúng tôi vẫy tay để chào từ biệt Lan rồi bước lên xe. Lan cũng thế, nhưng nàng đã quay mặt đi nơi khác như để che giấu những giọt lệ của nàng. Chiếc xe bị dài từ từ lăn bánh. Tôi thấy Lan vẫn còn đứng ở đó và nhỏ dần cùng với đám đông. Thẩm thoát đã gần 21 năm lưu lạc nơi xứ người. Mấy đứa con của tôi bây giờ đã lớn. Sinh nhật 21 tuổi của thằng Hiệp cách đây không lâu. Thằng Dựa học lớp 12 và Yến, đứa con gái Út học lớp 10. Bọn chúng đứa nào cũng cao lớn. Tôi thường trêu chọc thằng Hiệp rằng con cao nhờ mẹ cho ăn nhiều khọm. Tôi cũng thường kể lại chuyện cũ cho chúng nghe, luôn cả chuyện về anh chàng thanh niên trẻ đó. Mẹ chúng nói rằng thằng Kim giận tôi, thích làm những chuyện không công. Và tôi cũng thường nhủ lầm rằng phải ráng lên để những cụm bèo lục bình năm xưa có thể làm màu mỡ thêm cho những vùng đất trên quê hương thứ hai này. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 185 người vượt biên theo đường dây bản chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức. Thuyền xuất phát từ Rạch Giá vào cuối năm 1978 đi tìm tự do. Thuyền ra biển Đông thì ba lần bị hải tặc Thái Lan tấn công. Chuyện kể lại hành trình người chồng và người vợ sắp sinh đi vượt biên, vừa đi vượt đại dương vừa sinh con. Cuối cùng đôi vợ chồng cùng đứa con chào đời trên đường vượt biên, cùng đến được bến bờ tự do. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.